Bạn thân mến, mỗi sớm khi chúng ta tỉnh giấc và rời khỏi chiếc giường của mình thì nhiều chị em của chúng ta sẽ có những cái cách khác nhau và sẽ có những cái động tác khác nhau. Và có một số các cái trường hợp là chúng ta bật dậy và ra khỏi giường đột xuất như thế thì nó sẽ có rất là nhiều cái tác hại. Thứ nhất là cái trường hợp đột quỵ này. Thứ hai là cơ thể của mình nó choáng, chóng mặt và nó say sẩm. Chúng ta không nên mà bước ra khỏi giường ngay lập tức khi mà chúng ta vừa mới thức giấc. Thế thì chúng ta thức dậy và làm như thế nào để bước ra khỏi chiếc giường của mình một cách an toàn nhất? Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ Diễm sẽ hướng dẫn cho bạn cái điều đó. Và bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu nằm. Giả sử là mình nằm trên chiếc giường của mình ngay như lúc ban đầu chúng ta mới bắt đầu ngủ dậy. Rồi chúng ta cùng nằm trên giường nhé. Giả sử là chúng ta đang vừa mới tỉnh giấc, hai tay của mình này xuôi theo thân, hai chân lúc này chúng ta hãy mở rộng hình chữ V ra. Chúng ta hãy hít thở 5 lần nhé. Rồi mình thở hết hơi ra đi. Rồi hít sâu vào. Chúng ta cố gắng giữ cái nhịp thở của mình nó sâu một tí và lâu một tí, rồi thở nhẹ ra, hốt bụng vào. Tiếp tục hãy hít vào, đẩy phồng to bụng lên. Rồi thở nhẹ ra, hốt bụng vào. Tiếp tục hít vào. Thở ra, hốt bụng lại. Hít sâu vào lần nữa. Rồi thở ra, hốt bụng vào. Rồi lúc này hai bàn chân của mình này, chúng ta lắc qua lắc lại. Thế. Chưa? Tay chúng ta cử động. Rồi tay lúc này chúng ta cử động các ngón tay của mình. Xòe rộng các ngón tay này. Đúng rồi, nắm lại. Rồi, chân bên phải lúc này mình đưa lên cao, chúng ta đưa thẳng lên cao. Rồi, thở ra, hạ nhẹ xuống. Chân trái nâng lên, hít vào. Rồi, thở ra, hạ nhẹ nhàng. Tiếp tục chân phải đưa lên, hít vào. Thở ra, hạ xuống. Trái nâng lên, hít vào. Thở ra. Phải nâng lên, hít vào. Ta đẩy thẳng lên, vuông góc với cơ thể. Rồi, thở hạ. Trái nâng lên, hít vào. Thở ra. Lần nữa, phải đưa lên, hít vào. Rồi, thở ta hạ xuống. Lần cuối nè, trái nâng lên, hít vào. Rồi, mình hạ nhẹ xuống, thở ra. Hai chân lúc này chúng ta sẽ co gập cái mũi chân vào. Đúng rồi, đẩy thẳng hai chân mình ra. Đúng rồi, thả lỏng cơ thể. Rồi chúng ta thu hai chân mình lại. Lúc này mình đạp xe đạp nhé, duỗi thẳng ra. Rồi ta thay phiên nhau duỗi dài chân ra. Hạ thấp xuống rồi hãy thu vào. Rồi. Mỗi bên ta thực hiện khoảng 10 lần cho mỗi bên nhé. Rồi, mình đạp ngược lại này. Ngược. Rồi. Rồi, lúc này hai chân của mình co lại. Rồi, tay lúc này ta ôm lấy chân. Ta vòng qua ôm lấy chân của mình. Chúng ta lăn sang hai bên. Đấy. Lăn qua hai bên.
Rồi mình dừng lại, hai chân lúc này mình duỗi thẳng ra, tay vươn lên cao, hít, rồi ta hạ xuống thảm nè, thở, đúng rồi, lên hít, rồi ta đập xuống chiếc giường của mình, thở ra, đúng rồi, lần nữa, rồi tiếp tục lần cuối, rồi lúc này hai tay mình duỗi thẳng, phía đầu của mình nghiêng qua bên phải, đúng rồi, ta nghiêng lại bên trái, rồi sang bên phải, rồi đẩy qua bên trái, tiếp tục sang bên phải, đẩy nhẹ qua bên trái, rồi mình nghiêng người qua một bên, tay ta chống dưới sàn, ta nâng người lên, rồi mình ngồi nhẹ, ngồi trên giường. Đó là những cái động tác mà khi mà chúng ta thức dậy chúng ta nên vận động cơ thể một tí và ngồi ngồi lên khỏi chiếc giường của mình. Và sau tiếp tục sau đó thì chúng ta nên thực hiện một vài các cái động tác massage phần da mặt vào buổi sáng để cái phần mặt của chúng ta nó tỉnh táo hơn nhé. Rồi chúng ta bật dậy và massage một số các cái khuôn mặt này để giúp cho cái phần mặt của chúng ta nó được trẻ hóa, đồng thời thì tốt cho các cái cơ quan nội tạng của mình nữa. Hai tay lúc này chúng ta xoa vào nhau, làm ấm lòng bàn tay mình lên nhé. Hai tay lúc này lòng bàn tay của mình này xoa vào hai cái phần phần mắt của mình đấy, xoay tròn. Đúng rồi, nhẹ thôi, ta xoay tròn. Đó là xoay cái lòng bàn tay lên vào. Chúng ta thực hiện khoảng 30 lần nhé. Rồi, chưa? Tiếp tục, chúng ta hãy dùng hai ngón trỏ của mình để vuốt lấy cái phần sống mũi của chúng ta. Rồi, vuốt lên, vuốt lên. Chúng ta thực hiện cái động tác vuốt mũi này cũng thực hiện 30 lần nhé. Rồi, vuốt nhẹ mũi mình lên. Đấy, tiếp tục là chúng ta xoa phần mặt này. Chúng ta xoa tròn cái phần khuôn mặt của mình. Nhưng mà khi đẩy lên, chúng ta đẩy mạnh tí, nhưng mà khi đẩy xuống chúng ta nhẹ thôi. Đấy, đẩy lên. Tiếp tục. Đúng rồi. Chúng ta vuốt nhẹ lên. Rồi, xuống. Rồi, vuốt nhẹ lên. Vuốt lên. Rồi. Đấy, chúng ta thực hiện cái phần này cũng thực hiện 30 lần. Rồi tiếp tục hai tay của mình lúc này sẽ dùng hai ngón này trỏ vào ngón giữa của tay vuốt lấy tay. Đúng rồi, vuốt lên. Mỗi ngày thì mình nên massage cái phần khuôn mặt của chúng ta. Để cái phần mặt của mình nó đàn hồi một tí và cái làn da của mình nó trở nên mịn màng hơn. Rồi tiếp tục hai mười ngón tay này chúng ta xòe rộng ra và vuốt lấy cái phần đầu của mình, vuốt từ trên xuống dưới nhé, vuốt xuống dưới này luôn, điểm đang buộc tóc vuốt chưa được. Rồi vuốt từ trên vuốt xuống, bám mười ngón tay của mình vào đầu nhé. Mười ngón tay chúng ta viết vào đầu. Đấy. Rồi, cái phần cổ của mình này, tay bên phải sẽ vuốt lấy phần cổ bên trái của mình. Đó. Và tay bên trái sẽ làm ngược lại. Chúng ta vuốt từ cái phần sau gáy của mình đó. Ta vuốt vào. Đấy. Cái tình trạng mà đau khớp cổ của chúng ta đó.
Chị em nào mà bị thoái hóa khớp rồi đó thì sáng chúng ta nên thực hiện những cái tư thế như thế này, nó rất tốt cho cái phần khớp cổ của mình. Đấy, ta vuốt như thế này, mỗi bên thực hiện 30 lần, tức là những cái động tác chị vừa hướng dẫn vừa rồi thì đều thực hiện 30 lần sau khi mà mình ngồi trên giường. Đấy, thức giấc và ngồi trên giường, chúng ta đừng vội đi xúc miệng răng, chúng ta hãy ngồi lại trên giường một tí để thực hiện những cái động tác này khoảng tầm 5-10 phút vậy thôi. Đấy, vuốt cổ này, vuốt qua, vuốt từ gáy này và vuốt lên. Rồi, đó là những cái tư thế này chúng ta sau khi tỉnh giấc nằm trên giường và thực hiện một số các cái động tác. Sau đó là chúng ta ngồi dậy đồng thời massage cái phần khuôn mặt của mình. Những cái động tác như thế này thì nó vừa làm cái trẻ hóa cái làn da của mình này, vừa tốt cho các cái cơ quan nội tạng của chúng ta. Thế thì nên kiên trì và thực hiện mỗi ngày nhé. Bài tập của Diễm đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi, và xin chào và hẹn gặp lại.